Mạn Địch. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được em. Không phải em nói năm nay chúng ta cùng nhau đón sinh nhật sao? Mạn Địch. Chị, từ nhỏ chúng ta có thứ gì cũng chia sẻ cho nhau. Em vốn cho rằng của chị thì sẽ là của em. Bây giờ thì em đã biết, ở trong lòng Thanh Vân chỉ có chị. Chị, xin lỗi chị. Em biết em sai rồi, vì thế mà em cũng phải trả giá rồi. Chị, em yêu chị. Mạn Địch, em nói với chị đi. Em không sao được không? Hy vọng sau này chị tiếp tục sống thật tốt. Lam Khải Địch, chị nhất định phải sống sót mà rời khỏi nơi này. Em đừng vội rời bỏ chị. Chị không muốn em rời bỏ chị đâu. Mạn Địch. Mạn Địch. Mạn Địch. Khải Địch. Khải Địch. Khải Địch, em tỉnh lại đi. Em vẫn ổn chứ? Anh không được rời xa em. Bây giờ em chỉ còn lại mình anh thôi. Em yên tâm, cả đời này anh sẽ đều không rời xa em đâu. Mau, mau đi thôi. Ma quỷ đang chuyển động rồi. Trễ nữa chúng ta sẽ không tìm được cửa ra đâu. Mau, mau đi thôi. Mau đi thôi. Mạn Địch, chúng ta mau đi thôi. Cẩn thận. Cậu sao thế? Tôi đau tim. Nào, uống một ngụm đi. Tại sao lại là rượu? Uống đi, rồi sức khỏe của cậu sẽ ổn định. Cậu sẽ hồi phục được một chút. Khá hơn rồi chứ? Chúng ta còn cách cửa ra bao xa? Không xa lắm. Nếu không, trước tiên chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát. Được. Cảm ơn. Ông cho tôi uống rượu gì vậy? Rượu ngon.
Thanh Vân, Khải. Rocky, Rocky. Triệu Đồng, Vivi. Mia, cậu đừng đi. Thanh Vân, Thanh Vân, đừng đi. Tôi đã sớm biết cậu là bán ma nhân. Thanh Vân, đừng đi. Cậu là ma nhân. Cái gì là ma nhân? Ma nhân chính là con rối bị ma quỷ nhập vào người để khống chế. Ma nhân rời khỏi đảo thất hồn thì sẽ chết. Rocky, cậu bình tĩnh một chút. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn để người phụ nữ của cậu đi với tôi. Nếu không thì chúng ta ai cũng đừng hòng rời khỏi cái đảo chết tiệt này. Thanh Vân, anh đừng lo cho em. Anh mau đi đi, anh mau đi đi. Được, tôi đồng ý với ông. Chỉ cần ông đảm bảo với tôi sự an toàn của cô ấy, tôi sẽ giúp ông rời khỏi hòn đảo này. Sự an toàn của cô ấy là do cậu quyết định. Cậu đi lên trước đi. Tuyệt đối đừng có bịp bợm. Nếu không thì người phụ nữ của cậu sẽ phải trả giá đấy. Ông đi. Cầm cái này lên. Đi.